À, đường đi thì biển suối chân ngang, không hiểu nổi. Mạc không? Mạc không? Wow. Ủa lạnh ý. Chỗ này chắc tắm được á. Có bên nào mà chụp ảnh được á mày? Có bên nào chụp á? Xe máy sao đi có mấy? Có được. Xe máy đi được. Hôm nay giờ mới mang khẩu trang được luôn à. Để em mặc cái này. Có nghĩ là xe máy chạy quá được nữa. Xe máy chạy quá được quá. Nhưng mà Lâm đang đi tiếp. Có đi tiếp được không mày là vấn đề. Mà mình mở ngang bia rừng nha mày, ít ra phải vô trong rừng mày biết là có chứ trống nhá. Ừ.